Alo Henny à, em đi đó, em mới tắm xong thì thơm với chị luôn. Thơm. Ủa, thôi đi. Thôi mày đi. Thời gian trước đây thì nhiều người dùng phàn nàn về cái vấn đề là pin iPhone khá là thấp. Và sau một thời gian, Apple đã biết lắng nghe người dùng của mình hơn, cho nên họ đã cho ra mắt nhiều phiên bản iPhone mới đã cải thiện được cái tình trạng pin rồi. Thì cái lý do mà khiến cho những chiếc iPhone có dung lượng pin khá là thấp là bởi vì Apple họ luôn tập trung vào cái việc thiết kế điện thoại sao chép thật là mỏng và nhẹ, cho nên hy sinh trong việc là dung lượng pin khá là thấp. Pin của iPhone thì sử dụng công nghệ lithium ion. So với các hệ công nghệ pin trước đây thì pin lithium ion sạc nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và có mật độ năng lượng lớn hơn, giúp tăng thời lượng và giảm trọng lượng. Vậy thì bạn có biết chiếc iPhone sở hữu dung lượng pin khủng nhất hiện tại gọi tên chiếc iPhone nào không? Đó chính là iPhone 11 Pro Max nha. Thậm chí nó còn khủng hơn cả iPhone 12 Pro Max lần đó. Sở hữu viên pin có dung lượng 3969 mAh. Viên pin này còn hoạt động bền bỉ hơn nhờ con chip A13 Bionic, giúp tối ưu hóa và tiết kiệm pin hơn trong quá trình sử dụng. Có một bài test pin trên iPhone 11 Pro Max được thực hiện cho kết quả như sau. Nó có thể duy trì được 102 tiếng ở chế độ chờ, lướt web bằng Wi-Fi hơn 15 tiếng, gọi điện bằng 3G thì trong hơn 21 tiếng, phát video liên tục trong hơn 19 tiếng. iPhone 11 Pro Max thì được trang bị sạc nhanh 18W, giúp rút ngắn thời gian sạc đầy cho thiết bị. Trang Phone Arena cũng đã test thời gian sạc trên iPhone 11 Pro Max và kết quả cũng khá là ấn tượng khi mà các bạn chỉ mất 1 giờ 57 phút để nạp đầy pin. Và iPhone 12 Pro Max chắc chắn cũng sẽ có mặt trong danh sách những chiếc iPhone có dung lượng pin khủng. Thì sẽ có một vài bạn thất vọng bởi vì Apple đã cắt bớt dung lượng pin của iPhone 12 Pro Max so với iPhone 11 Pro Max. Nhưng thực tế thì iPhone 12 Pro Max được đánh giá là có thời lượng pin khá ấn tượng với 3687 mAh và có trang bị sạc nhanh 20W. Theo khảo sát thì iPhone 12 Pro Max vẫn trâu hơn nhiều so với nhiều dòng Galaxy Note 20 Ultra. Trong khi Galaxy Note 20 Ultra chỉ có thể trụ được khoảng 7 tiếng khi xem video YouTube liên tục, thì iPhone 12 Pro Max có thể trụ được lên đến 8 giờ 37 phút đó nha. Ngoài ra thì iPhone 12 Pro Max còn khiến người dùng cảm thấy hài lòng khi có thời lượng sử dụng pin lướt web, chơi game 3D khá là lâu. Cụ thể là thời lượng sử dụng lướt web tối đa lên đến 14 giờ 6 phút. Thời lượng sử dụng chơi game 3D tối đa là 3 giờ 20 phút với các tựa game nặng. Thêm một lý do thuyết phục nữa để các bạn có thể có niềm tin rằng pin iPhone không hề kém như mọi người nghĩ, đó chính là không chỉ ở những dòng Pro Max mà ngay cả trên iPhone 11 thì pin của nó cũng khá là trâu đó nha. iPhone 11 sở hữu viên pin 3110 mAh, đạt trung bình tốt nhất trong khoảng 11 giờ 16 phút trong bài kiểm tra pin của Tom Guy, trong khi iPhone 11 Pro chỉ tồn tại trung bình 10 giờ 24 phút. Có một điều hơi tiếc một xíu, đó chính là do iPhone 11 không có được trang bị sạc nhanh nên thời gian sạc đầy khá là lâu. Phải mất hơn 3 tiếng thì chúng ta mới có thể sạc được 100% pin. Qua đó thì chúng ta có thể thấy là càng về sau này thì Apple đã cải thiện tình trạng pin trên các phiên bản iPhone của mình rất là nhiều, cả về dung lượng pin cũng như là hiệu năng nữa. Cho nên là bạn nào chúng ta đang muốn sở hữu một chiếc iPhone mà có pin trâu để có thể chiến game tốt, hiệu năng mạnh thì hãy chọn mua những em iPhone mà Nhi vừa giới thiệu nha. Và sẵn đây thì cả 3 phiên bản iPhone vừa rồi Nhi có nhắc tới đều đang được giảm giá tận 6 triệu tại cửa hàng Minh Tú Mobile đó nha. Cụ thể thì iPhone 12 Pro Max với mức giá chỉ có 28.390.000 đồng thôi. iPhone 11 Pro Max thì mức giá chỉ từ 17.750.000 đồng. Còn iPhone 11 thì với mức giá là từ 14 triệu. Ok, các bạn nghĩ sao về 3 phiên bản iPhone này? Hãy để lại comment nha. Và đừng quên là trong thời điểm này nếu chúng ta mua hàng, các bạn sẽ được giao hàng nhanh trong 1 giờ hoàn toàn free trong nội thành thành phố. Cuối cùng thì đừng quên like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.